ចាជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូឈ្មោះជាសុភាជាគ្រូបង្រៀនជីវវិទ្យានៅវិទ្យាល័យប្រាស៊ីសវត្តសាលារៀនចំនួនថ្មីចាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនថ្នាក់ទី11មេរៀនទី2ការរំលាយអាហារនៅក្នុងជំពូកទី4អាហារនិងការរំលាយអាហាររបស់មនុស្សចាអញ្ចឹងយើងនឹងថានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងសាពាងកាយមួយគឺមាន ប្រព័ន្ធឬប្រដាប់នឹងច្រើនមែនទែនដែលយើងអាចរាប់ដូចជាមានប្រដាប់របត់ឈាមប្រព័ន្ធប្រសាទប្រដាប់បញ្ចេញចោលហើយក្នុងនោះផងដែរប្រដាប់រំលាយអាហារគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលរំលាយអាហារដែលយើងបានបរិភោគចូលទៅអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងនេះជារូបភាពរបស់ប្រដាប់រំលាយអាហារចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើកសៀវភៅរបស់យើងនៅក្នុងទំព័រទី 105 ចាកលេខមួយរូបភាពមួយនេះវិញគឺជាផ្លែប៉មអញ្ចឹងហ៎សួរថាយើងអាចញ៉ាំផ្លែប៉មទាំងមូលយល់ផ្លែប៉មទាំងមូលដាក់ចូលក្នុងមាត់បានទេ ចាកលេខមួយរូបភាពមួយនេះវិញគឺជាផ្លែប៉មអញ្ចឹងហ៎សួរថាយើងអាចញ៉ាំផ្លែប៉មទាំងមូលយល់ផ្លែប៉មទាំងមូលដាក់ចូលក្នុងមាត់បានទេចាអត់ទេដើម្បីញ៉ាំបានហើយសួរក្នុងការទំពាយើងគួរតែបំបែកវាតូចៗមិនអញ្ចឹងហ៎បើយើងកាត់ជាចំណិតតូចៗអញ្ចឹងមាត់យើងឬក៏ធ្មេញយើងងាយស្រួលក្នុងការទំពាដែរមិនអញ្ចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងបើសិនជាវាធំធំវាពិបាកក្នុងការទំពាដែរអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើនិយមន័យនៃការរំលាយអាហារជាអ
thông áo tới chia môi lực cư tối đá cao sẽ cá nghi sâu bàn chẳng chẳng person ba à ha nó mình tới bàn bằng bài tế mình thạc cả làm lìa hàm bao dương bật tâm mình bàn lọ thì hai môi lực cư thông thông thì ngó lúc bảo bàn bằng bài tế mình hàm ủi hỏi lấy thông mình bao dương khô cho đại khăm bằng bài về tế chẳng thua cả làm lìa hàm bao dương bật tâm mình bàn lọ đài ná chẳng chẳng nhưng cho tầm mưu nhiệt tì bọc đập lì hàm thì sẵn á chẳng chẳng nhưng khơi nhạc hụt mới nó cứ bằng hành phí rụp hiếp đã chấp đam phì muốt rồi hốt đó phía thổng chào vì chìa bà hào mũi đài và to tăng phì muốt mũi rồi hốt đó một bao dưỡng á to rồi hốt đó phía thổng chẳng hai ta bà đập lì hàm chẳng ta vì mình mong nghe vậy là chẳng mong nghe tìm mũi bọc đập lì hàm cứ bằng bài mồi lực cư thông thông ao tờ chia mồi lực cư tội tội chẳng chẳng cứ bấm bái mồi cứ thống áo từ chia mồi cứ tội tội nhé mục nghĩa tì pì cứ sầm rốt mồi cứ tội tội mình thà pê khỏi bấm bái hai nó nghĩ mình khai đi chia mồi cứ tội tội cho nghe chẳng không đọc lời há thở tại phương mất áo mồi cứ tội tội tập bàn sâu cho không chờ đón chiêm bàn chả bởi vì ở sâu tế cứ miền tây hà cứ dừng tụ bây dừng nhắm chờ bữa nay cái đó có vì ở ai đó tham bộ đại dừng đại chả tì bấy cứ bằng bật cả sầm nồi chứng cứ rồi bây đây là hai thứ bán sầu mình thả sát tiền cho bán sầu cho riêng cái hái ở vậy đến nơi xó cứ chỉ cả sầm nồi chứng cả sầm nón thời ta bên trên một hàng cây riêng cái về sau việc ban bên trên một hàng cây riêng cái có bị thừa dưỡng miên sọc phịch mình lọ đài chả chứng khi bị bật cả sầm nón cứ bị ai bằng bật chết bố trên bị sa riêng cái tiệt phong chẳng ấy chả chứ cứ chia một người chẳng bấy nơi không đọc lý hà chẳng chẳng những chọn đường tha ta nó không làm lấy hạ bỏ mình được nấng bằng cách là ở phía bảy khải chẳng những mời lấy được nó nít được bàn đã đồ báo để mình lấy đó đã từ lấy mũi đó đã lấy đã pram nhé chẳng chẳng lấy mũi nhưng chập đà bị được bồn cái lấy mũi còn nếu khi lấy mũi nó chẳng chẳng khi say kì nhé chân hữu phép hoa dương tạm đoàn tới lịch muối cư dương chập đoàn phì mọt tờ chả mọt chẳng chắc nơi không mọt dương dạy thả miên này kế chẳng chắc lịch phí cứ ấn ấn đạt chả thờ miên đạt chà lệch bấy khởi miên cổ ôm mốt chà thở cổ ôm mốt chà lệch buồn nhưng khởi rụp lệch buồn á lệch buồn lệch buồn khi chẳng ôi tư bay cả lại nơi chất nơi chất tự chía nơi khổm có co bao dưỡng khổm bùa bao dưỡng chất bùa bao dưỡng cứ chỉ có bình thực mốt chà đại kia cho ôi tự bay cả lại chắc mà chùm hiếm miên bay cả lại mà chùm hiếm tiết miên bay cả lại chứ bên hàng chơi bấy hàng sẽ làm có miên bay thành chẳng vì tôi chỉ bay cù chẳng chẳng mà lịch trắm cứ bật to vì bồng một máu cái lại nó cứ chia đàm cỏ nó đàm cỏ chả cái lại lịch trắm nó cứ đàm cỏ bật to một tiết lịch bồng muối nó cứ chia bồng bồng muối đào bật to bị đàm cỏ rồi hôm một đó cỏ
ក្រពះចាអញ្ចឹងគឺលេខ 6 ហ្នឹងគឺមានប្រវែង 25 សង់ទីម៉ែត្រគឺជា ចាឬក៏យើងហៅខាងលើនេះក៏សាច់ជប់ទ្វារណាគេហៅសាច់ជប់ទ្វារចាលេខ 9 ចាលេខ 9 ចាជាសរីរាង្គមួយដែលនៅជិតនឹងកាពះហ្នឹងដែរគឺគេហៅថាថ្លើមលេខ 10ប្រមាត់ចាពណ៌បៃតងហ្នឹងយើងឃើញនៅច្រឡំហ្នឹងរៀងអស់ច្បាស់ហើយប៉ុន្តែវានៅជាប់នឹងថ្លើមហ្នឹងគឺប្រមាត់លេខ 11គឺលំពេងចាពណ៌រៀងលឿងហើយរៀងវែងសណ្ដោកទៅក្នុងខាងក្រោយកាពះហ្នឹង ចាលេខ 12គឺពោះវៀនតូចចាពោះវៀនតូចនេះពោះវៀនតូចណាចាបន្តពីពោះវៀនតូចមកយើងឃើញពោះវៀនមួយដែលមានលក្ខណៈធំជាងពោះវៀនតូចបន្តិចចុងពោះវៀនធំគេដាក់4គឺចុងពោះវៀនធំហើយនឹងលេខ15គឺជាទ្វារធំចាអញ្ចឹងគឺអស់ហើយចេញពីមាត់មកទាំងប៉ុណ្ណឹងក្នុងនេះអត់មានបង្ហាញថ្មីទេតែប៉ុន្តែថ្មីក៏នៅក្នុងប្រដាប់លេខអាហារដែរប៉ុន្តែដោយសាររូបនេះអត់អាចដាក់ថ្មីការទេយើងធ្វើអញ្ចឹងអត់បង្ហាញការទេអញ្ចឹងត្រូវមានថ
dân vô chập nặng đai rồi đó cứ đầm bay ở dân nhà bán cứ dân thở vô bị đã trồ mọt chẳng ấy chân mọt cứ chia sẻ riêng tim mũi này cà rồng lìa hà để chập đai miếng cà rồng lìa hà hai nơi không mọt nơi không mọt nó cứ miếng cà bầm bảy hà tam pi bảy tim mũi cứ mechanic nâng tim pi cứ tam ba kimi chả dân nâng sắc xa mùi rồi mùi bảy một bảy mà đồng một bảy nát thịt thịt tàn chân nhưng đằng ấy nó bị chia sẻ riêng tim mũi này để chập đai cà rồng lìa hà chẳng lấy những chỗ đó chúng mình có cái một bài à ha tam bài mechanic chẳng những đang than được không một mình nữa cứ dương miền ăn đá thay được miền thâm mình chẳng ấy chả ăn đá chưa vậy ăn đá cứ chia sẻ riêng bị nghiền cái chia sẻ riêng bị nghiền sản phẩm đăng ru chết à ha nâng promo là ha ao cho tôi cần lại cam ru tùng pìa chẳng ăn đá bị ai cờ luộc bật về bật đầm lang cho bán nè đại sao tại vì chụp từ nâng sạch đồng mình thà bị chụp từ nâng sạch đồng chẳng thua ao giờ ai tiền vì cho lang bán chẳng anh đã nó cứ mình để ti promo là há ao cho tôi cần lại mỗi đại vì ai ao thông minh nó tham đồng tiền bán chẳng để ti bao thông minh cứ một bài há chị đồng tội tội chẳng chẳng là dùng một phép môi nên sản đại dương dạy thảm đã chia sẻ đại bình yên mình đó nhá chúng ta việc tự tu rút chết mình chẳng việc đăng rút chết chẳng rút chết đại nơi slide đèn của bà hai nó cứ miền rút chết mỗi cứ bà em chẳng nơi lên đại bao dương mềm mặc tên đại nó đăng rút chết bà em đừng hỏi mình đi thả phát này khẳng một nền đại nó nhá cứ tự tu rút chết bà em khăn chẳng kê mình đi thả bởi sao dương vật tọ tật bởi mình rút chết bà em tự khẳng khối đại với nhưng ở sau đăng lươn này bởi ta bởi dương đại nó trong khẳng một nâng tại trong đại nó cứ dương đăng lượn mệt tên, cha mình phải biết ru hương rồi chip ăn, phần này bắt đầu mình tiếp cứ tự ru chip phải mình nên hạ kiên kiên bắt đầu bị cái loại như phải nó mắc cứ chia ru chip phải hay, cha bắt đầu mắc bắt đầu bị phải mắc là hàng cào tích bắt đầu từ đây hàng bọc kêu rồi vẫn khơi hồ rồi nữa cứ ru chip chú, cha hai nơi hàng cào cái bọn nó cứ ru chip vinh nha, cha chắc cứ bộ bài toàn này nhá, nhưng đang ấy thay ru chip từng óng miền buồn đang ngày bên tai nó miền ru chip mũi tiền đại là cái hai thật chân ảnh chẳng ở umami nó chỉ biết xa chờ bọn nếp bằng ta kịp hợp tu tới mẹp ở ai tập biệt thật chân ảnh mà mặt mình thật bà em bài chú của đó bằng ta chung cá à rốt chết nó bị ở chân ảnh mình thật ảnh đa chứ ở ai tập tụ bằng rốt chết chân ảnh chẳng cái miên rốt chết mới thiết là cái rốt khối cứ umami nâng ảnh mà dùng bọn chết qua ta vì chân ảnh thua ở dưỡng tròn nhằm tiệt mình thật đã chô tới hết cứ ở trong nhà mình à trong nhà tiệt chứ mà bà nó chứng ánh chứng cứ tiền đã nó cứ như chỉ là từ tù đằng thạch ta cua nhám tiết rồi còn mình nhám tiệt chừng tới nữa chẳng chứng là dân vật to từ mười chừng này thì mùi tiết đã toàn thông minh mấy dân người ta thông minh như là tí khăm mình chẳng trả lời dân mới thông minh mà dân lấy được khu lực dục hụt thông minh mới đại miên đại chỉ khẳng lơ thông minh lơ bao dân á hay những khu chơi tập kẹt cả đà bị mà sần lấy dân mới khẳng lơ cái miên thông minh một tỷ đó nên khu họp thông minh một tỷ hay phần tập bị thông minh một móc cứ miên chẳng cốm muối là khẳng chấm hiếng ấy nữa chả phần tập mình tiết cứ miên kim tội tí chả kim tội tí nên chỉ được cốm nắng
hai nâng à bay khẳng cắm như cái đặt kim thông bay và to một tiết dương mơ thông minh khẳng khẳng cắm ở dương đường chắc thông minh khẳng cắm ở dương cọ đôi kia đài chả cứ miến kim thông bay là dương hộp bị bị dương đã thông minh một tôi một khi mắt cứ dương khuyên kim thông bay hai và to một tiết kim tôi pí chừng cầu muối hai nâng thông minh một pí ní cứ dương vậy ta mặt hàng ấy bên này tha ở phần này kháng chơi này riêng ca dương á ở họp này chơi chứ mình mặt hàng tiếp này kháng làm chuẩn chứ chứ nhưng đồng ấy tha thông minh bằng nhiều dương cứ chai chịu buồn cồng đại khăn ông buồn cồng cứ miên sam sụp pí thông minh hai xem mẹ được pin với cứ miên sam sụp pí thông minh mẹ còn mấy nhiều ăn dễ gì xem ta mình được pin với gì sam sụp pí thông minh nâng ná chứ người dương đọc pin được ngon thế cứ sam sụp pí đại rụp môn thông minh nâng cứ miên thông minh một pí mình muốn cứ say pi lơ pi pi lơ pi nó nhiệt tì bằng mình muốn cứ sẹo khăm pi nó mạch bằng cái sa pi lơ pi giờ mở pi nít cứ pi lơ nằng pi cào nó này cùng vậy nó cứ pi lơ nằng pi cào chả sẹo khăm hai bữa tiết cứ trồng cồn miên mán trồng cồn mà dân vậy mà chấm hiên khuôn dưới mà chấm hàng phế chấm cồn miên khăn liền khăn lơ muối khăn cào mùi những cái say rụng một mấy cứ trồng cồn muối lơ mùi cứ sẹo hai chứ sẹo hai khăm à ha sẹo hai à ha sạch chị đào nè chứ chấm bột thành là sắt chấm sinh tố chấm bột sắt là xì sạch chị à ha trồng cồn cứ về nhá được bột cài được bột khai sinh tố khai để bột xì sạch chị à ha xì sọt tập xì sạch sọt hà nó cứ chấm cồn với về để sao tại vì thời cả hai sạch nó chịu vùng này tồi ta sẽ mẹp sạch để si sọc mộc mình là bộ sọc tia sấy cứ chấm cồn với chấm cồn ập về thì nó chấm cồn với khay khay thì chẳng chẳng ở nền tì bao chấm cồn cứ sẽ mẹp hai ta chứ mưa mà tiếc hàng cồn cứ kiêm tồi cứ miền pí lơ pí chả pí lơ này pí khang lơ này pí khang cào nữa hai nền tì bao biết cứ đôi chuyện kiêm thông đấy cứ sẽ mẹp từng pí à hà hay chúng này kiêm thông cứ miền bầy lơ bầy nhá bầy lơ bầy cào sẽ mẹp từng pí à hà nhưng khơi nhé phần này nhà khuôn vậy phần này cứ khang lơ này mùi nhá khang lơ này mùi ấy khang cào này mùi nhá mùi cồn à lơ này mùi cồn này mùi cồn chúng là lớp bên của phụ mình đang chỉ phụ chỉ pì thòng thòng kháng trong miền này kháng đi còn miền đôi kháng này đài lấy nhiều mình kháng này mới miền mạn pì lớp pì buồn mình chẳng ấy buồn trầm phần mũi trầm vậy buồn đắp phần mũi chẳng ấy trong miền hạ thâm mình dưỡng kháng đấy miền đắp phần mũi cứ phần vậy lớp phần vậy cào hai kháng chơi kháng mũi mà kháng tiếp cứ phần vậy lớp phần vậy cào đại chứng việt tây chỉ buồn cồng toàn thâm mình bao dưỡng chứ thâm mình bao dưỡng cứ miền sam sập pì đại miền này ti khó khăn á tàn chân dương châu đo cao bảy ha tạm bảy kỳ mì nước nông tin nít cứ dương dây sầm đai rồi lứa và cam kỳ mì rồi viên đại ca lang rồi viên tật mọt chân tật mọt bao dương cứ ca lang đại sa cọp pin tật mọt chỉ nẹp phần lết tại cọp pin tật mọt nó cứ miên bảy chợ đợi nhà khu bàn và hai nơi chuẩn đợi muốn nó cứ vì miền bảy củ chân cù tim muối cứ nơi hàng chợ tịch triệu bao dương á chẳng chân cứ vì miền mùi củ miền này hàng chuối này một bao dương mà dầm hiến muối nơi hàng sầm này một bao dương nó mùi chân vì một củ hai cục pin tiếp cứ nơi hàng khổ mà chợ cò bao dương cứ miền một củ đá hàng chuối một củ hàng chuối muối hàng sầm mùi đài cục pin tiếp bấy cứ một củ đá chả cứ nơi khổm đạt tại đường chân vì bằng hồ tạm hùng phúng nó bằng phúng tự căn tự không tì mọt bao dương tại đường nè chân chân cực pin tự mọt nó cứ phải lật tự mọt màu mình chân ấy chân chân tự mọt minh tì vậy khá tử đằng ấy tự mọt cứ minh tì xong mẹp xong xong chùm mùi chip chìa đùm ớ nơi không nơi không mọt bao dương nó cứ thua ai à há ai cho ớ cho lòng cắt bằng phúng à há bàn lươn chà tì pì khao bị vi ai chua ở hà rồi ở hái ở bàn lươn hái cứ bị ai sầm lấp micro sạp tiền cái đã cho ta mà hà tiền chứng tập mà bây giờ cứ sầm khăn nè mình thà vi chi vẫn vậy bị bỏ quan xong mới cứ vi chụp này mới này bỏ quan xong đại cứ đi chui ở cà phê sạp tiền cái vẫn bị mì ruột đã cho ta mà hà nè chả mỗi thứ cứ rụng lê hà khla rụng lê hà khla mình thấy ở rụng lê cục một cái việc ban tại hà mà chìm nuôi này ui tôi họ đời xa đây khăn ông tập mất cứ miếng tập ăn gì mỗi chúng ta ăn gì ăn mình lá để cho nên bị ai bằng bay ăn bị đồng ấy cứ chỉ bay gọi nó ui tôi họ về dân tùng bia bay mình học đời xa bay miếng tập này ăn bị đồng chứ nơi về dân tùng bia ăn gì ăn mình lá để nên không tập mất nó cứ bằng bay ăn bị đồng ai tới chia mà tàu đã chỉ đi xa cái chứ amidon cứ chia polysaccharid, tại bạn làm bài đời amila, ở tới chia malto để chia disaccharid, những cái nhé. Chẳng chắc vì ai làm bài bàn tay ở amidon ấy, mình thấy ở làm bài ở protein, glycosid, lipid, nè. Chẳng chắc sọc máu từ tận mọi miền thì bay giang nè, chả.
chúng bữa sau bây giờ nhâm tập tập bế mình hạ tập một bao nhiêu cầu vì sau miền cục còn không cáp sao mà hà bao nhiêu đài chẳng những cua tài nhâm tập ở bàn trang là bấy ao miến tập một nó là bấy chui sùng ruộng không cà rụm lìa hà là bao nhiêu chả chứng to cho chúng này thì mùa trạch bí cứ đàm cỏ chả chứng mơ mơ rụp thì ngọt nít nhà khu miền rụp bí nó khi nít cứ chỉ rụp đài bằng hai nhầm bí đàm cỏ mỗi đài là cả lang bí là chẳng mùa sân á cái này cứ chỉ đàm cỏ chẳng đàm cỏ này nè đàm cỏ cứ tôi bị mọt máu cứ chỉ đàm cỏ ấy vậy đàm cỏ mà cứ chỉ bồng bông à hài nè bồng bông à hài chứ bồng bông à hài nơi mà chùm hiếng bồng bông chó nơi mà chùm hiền nè bồng bông chó nơi chùm hiền hai nơi chó nó nhưng khi mình xin tét chó mùi xin tét chó nó chỉ ăn chay mùi nè chẳng chẳng lấy nó cứ chùm hò mình thật là sợ mình là hà tết xin tét chó chùm hò bị bào chừng còn ta là sang bơi à hà lại chồ màu này dùng một hộp thịt bí xin tét chó nó vì thời bạn bật mình thả hà nó rung lửa xin tét ăn chay nó phải bật chẳng ăn ao ở à hà lại chồ bồng bông chó đấy cứ ao lại tao bồng bông à hà bà mình được nói tới dương mình lựa rồi cả dương mình mình ai tiếc một vùng trời dương ai sập bàn là sang chỉ hà sẽ trộn một vùng trời đấy chấm bì và hai tí tí tăng là bỏ đàm cò đấy chấm một đòn tiếp đàm có cứ thân chỉ là mốt nâng một vùng hà nè chả nay khẳng lớn miên sân tiếc cho ăn chơi mỗi hai ta sân tiếc trời chấm hơi chăm ta sân tiếc trời đấy cứ chỉ cho ăn chơi đại việt bật bằng vùng trời nơi tây dương liệp hà chấm sân tiếc trời thời tại bật nè chẳng cho nó chuẩn định mùi bấy cứ bồng bông à hà chẳng lấy dương mơ bồng bông à hà mấy những dương score lên mót nát đàm có lấy tới bồng bông à hà ta viên nơi nà chẳng bật to bị đàm có mất cứ chị bồng bông à hà bồng bông à hà nó cứ miên bảo vệ một phây trăm sau thì mát cứ bị chặt bị đàm có nó là hốt đó cập bè nó là hốt đó cập bè nhưng chẳng dương khơi hụt đi ấy đây là hụt bà hai nó cứ viên sạch đông còn trạng chẳng à hà để thật lẹ trôi một nông bồng bông à hà thở bàn thật lẹ mình tỉnh đón mình thật lẹ bàn lại khuôn ái cứ đời xa tay cho là cần trả là bọc sạch đống rồi bọc một bông à hà đằng đi cần trả chụp lìa chúng tới chẳng cần bị cần trả chẳng biết được hạt chè rối rối nhà hà đang ở tàu một con tỉnh đồng nhé chẳng chẳng rồi hôm đó cập bè tới chẳng chẳng một bông à hà nhưng dìm đòn tiết nó cứ vi biên bờ vai mà phay trăm sau thì mát việc to bị đam co đau cập bè chẳng à hà để thẹn nó không đam co chập bị đam co mà bị nó không bông à hà đấy cứ thời chậm lại bị dập bị đập bị nứt tì đó mình happy bị tao nắng tao đó cập bè cứ đập bị nứt tì chả tây bằng tông chỉ sạch đầm rồi linh chả miền này vì miền sạch đầm rồi linh được không nắng vì miền sạch tập chưa đủ ở vì miền sạch tập chưa đủ ở nãy miền này thà biển ở xa thì đủ ở thì tích đại chui thua ở à hà nó ở sẽ được không bằng tông à hà đâu hai trong đấy mới là tầm khán cứ nước không bằng tông à hà miền cao bằng bay à hà thì miền này thà mấy miền thà đại xa thì bị ở miền tục ong dím bị ở miền tục ở xa thiệt ấy mua ở miền cầm lang ấy mua đại ai bằng bay à hà là bàn tính chương nước không bằng tông à hà cứ ở miền cao bằng bay à hà thì hai đông à hà thì lẽ máu tam ca cầm tạ bắt sạch đồng lần ấy sạch đồng bằng tông à hà cho là nào thì ca cầm tạ sạch đồng bằng tông à hà kê hai vị tha cho là nào peristalsis chả cho là nào peristalsis chẳng chẳng cho đó chúng mình mùi bốn cứ cổ bè nó là gì cho đó cổ bè hay chả chẳng những score cổ bè dịch máu cổ bè những chia sẻ tới nó nhận hát đai nhằm cổ bè trời ấy bởi nhận đại thuộc nhằm cổ bè trời được cổ bè trù cổ đó nhưng học đăng ai thả sạch cổ bè nó cứ vì sạch kháng á chẳng ở bệnh thiệp chủ mùi cổ bè bỏng để dưỡng cổ đôi khi như đại cứ sạch cổ bè nó cứ vì sạch vì rừng vì krà chả vì mồm bạn ta bị dư để chả chẳng cái lấy mơ hủ bò cặp bè hàng bánh thà cặp bè cứ chia sẻ riêng bà hào nong mình thà bị ọt miệng lên đường cặp nong lên thế vì bà hào nong mình thà mẹp tục à hà để dừng nhắm châu tới lắm á hay là cái nào bị sao để vì sống quá cứ riêng vì chị ở sọ chì riêng ở sọ dì chị bà sáng chị sao bà đang ở dì ta sọ lấy hạt chì là ngay chả hay vì thật lúc này càng chơi những dương tiệp bù dương này càng chơi tới nơi càng khổ mà sẽ tiệt trùng mà dương nữa cứ chia cặp bè hay nè này này mẹ rom thật chữ nơi càng khổ nơi này bù hay này càng chơi nữa ừ, chập bà rom ra cột ánh bà hay chữ cặp bè hay nè chả vì chị sạch đông rồi lính chị sạch đông á chẳng vì cần trả ai cần trả bán ha rồi lính crack mom hào dừa hay à ha để cân không có bé nó cứ mình là cái sát chế riêng mình hạt cana bị chỗ à ha để chỗ không có bé cứ tới chỉ sát chế riêng muối để cái áo chúng hạt thắt sim chắc sim ní cứ chỉ sát chế riêng mình hạt chỉ sát chế riêng cứ dùng hạt chỉ à ha để cân không có bé chắc à ha để cân không có bé thời chấm này p và hai chia p tới bùn mùi màu nó bị p tới bùn mùi màu chẳng chắc nên cụ ai dùng mềm nó tiếp chân đi chỉ phía sẽ đồng gặp phía cầm gặp bé nó phía lưỡi gặp bé dùng và hai mình nhận thấy đi chỉ sạch đồng chân nốt đài là đài bà miên này không gặp bé chùm luôn bay tổ
Chà lâu chỗ đó chúng lấy cổ chẳng chẳng ở nếu không có biết cứ miền cảm bài hát tam bị bài cứ miền cảm bài hát tam bài mê cần đích nâng cảm bài hát tam bài kì mì chẳng lời dừng dậy bị chúng lấy cổ nếu cứ cảm bài hát tam bài mê cần đích chẳng ở bơ đai ở à hà chấp đàn thật lẹp bì bồng bông à hà cho mà đó không có bẹp liếm cứ sạch đông tờ sạch chụp phía rồi có phía lưu cực kén cứ chụp bật ấy ở ai à hà nâng ở ai à hà nâng chừng trà lăng từ không bồng bông à hà bồng bông à hà thì bên đây thao bia cà phê cùng ao dương cùng ai à hà nâng chè lăng mà lưu cùng ai uống đấy chứ nhá chứ tụi bây dương kinh mình hay bây dương nhâm hai cái đó tụi bây là dương kinh cà ba cho khốn có à hà nâng bị ở thẹn mà đây mình đây thao tụi thả hà nâng bị trốn bích bệnh vì ai tụi ở bên chè chè mà họ đã uống đấy co cà uống đấy bà hai chị ai miền tây con từ nâng chờ nào và cục tiền mình thò mà đà nữa nữa thì dừng mình phải nhà chàng chăng nó khăn khổ một phía con gặp bé cả chàng đại chăng nó bây giờ gặp à ha lại cho đâu gặp bé cứ gặp bé nốt nâng chặt đam còn trả trả còn trả hơi cho báo ông run gặp chỉ mùi nâng ru gặp bé mình hà nâng nóng lấy cứ miên ru gặp bé mình chia sẻ thiệt riêng đại bên trên ở gặp bé nặng ná tăng áo khăn này nè cô chọn ở dương mơ video mới đại bằng hai pi cho nà đã bỏ gặp bé nãy cho nà bỏ gặp bé hay là cô miên lính mới nè chị để dừng ai từ mới dừng ai cặp vía hay dừng ai châu từ mới tạm nắng để dừng vài việc thả để chơi si system cứ để tôi vận đặt bằng lìa hà trong dương đường khơi nha ở chợ nà đã bỏ cặp bè nắng ngày bên tay đã sai này cứ ở bên phía này cứ cặp vía vô tay clay mò và hai pi chợ nà còn trả bỏ cặp bè hai trong đang thả tá còn trả dạng bẹt mệt cái thả ca còn trả không cặp bè cứ tiếp đôi chi ở mặt sân bao cả ao chừng á chẳng là dừng ở dừng mới video được ở khơi nữa. When we eat, even before we have taken the first bite, when we eat, even before we have taken the first bite, when we eat, ការកន្ត្រាក់របស់វាគឺជាចង្វាក់មានន័យថាប្រហែលជា3ដងក្នុង1នាទី3ដងក្នុង1នាទីវាជាវាកន្ត្រាក់ម្ដងណាមានតែ3ម៉ោង1នាទីវាកន្ត្រាក់3ដងចាកន្ត្រាក់អញ្ចឹងទៅយើងពេលយើងឃើញដូចជាវាងរួនតិចតិចនៅក្នុងដូចនៅក្នុងម៉ាស៊ីនបោកកៅអៅមែនទេចាតើអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលការបំបែកអាហារតាមបែបគីមីវិញណាអញ្ចឹងមិញយើងស្គាល់ហើយថាការបំបែកអាហារតាមបែបមេកានិកគឺមានថាការកន្ត្រាក់គឺការប្រើកម្លាំងមិនអញ្ចឹងគឺកម្លាំងដែលកើតឡើងដោយសារសាច់ដុំក្រពះហ្នឹងចាឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចខការបំបែកអាហារតាមបែបគីមីវិញតើអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងសំដៅទៅលើរស់ក្រពះចាអញ្ចឹងមើលមកខាងក្នុងផ្ទៃរបស់ក្រពះណាគឺយកផ្នែករបស់កាពះនេះអាសាច់ដុំមួយហ្នឹងនិយាយទៅអាខាងផ្នែកខាងក្រៅរបស់កាពះហ្នឹងចាយើងបើស្អីយើងកាត់បែបនេះគឺមានន័យថាយើងកាត់ខ្នាត់វាបញ្ឈរពីក្នុងមកណានេះចាចេះមកមកខាងលើនេះចាអញ្ចឹងខាងលើគេបង្អស់ដែលយើងឃើញគឺរុនកាពះរុនរស់កាពះសំដៅរុនរស់កាពះអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះវាបែរទៅអញ្ចឹងណាគឺរុនហ្នឹងវាសម្រាប់បញ្ចេញរស់កាពះអញ្ចឹងរស់កាពះគឺជាសារធាតុរាវឬក៏ជាអង់ស៊ីមិកដែលបញ្ចេញដោយក្រពេញកាពះចាអញ្ចឹងផ្ទៃខាងនេះគឺជាក្រពេញកាពះមានថាក្រពេញកាពះគឺមាន3ប្រភេទ3ប្រភេទនៅគ្រូនឹងបង្ហាញពីប្រភេទនីមួយមួយតិចទៀតណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលរូបរាងរបស់កាពះតិចសិនទៅក្រពះហ្នឹងណាហើយខាងក្រោមគឺមានសរសៃឈាមសរសៃឈាមដែលផ្ដល់ថាទីចិញ្ចឹមឲ្យទៅក្រពេញក្រពះហ្នឹងហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺជាសាច់ដុំក្រពះហើយបន្តមកខាងក្រៅគេប្រអស់នេះគឺជាភ្នាសក្រៅក្រពះហ្នឹងអញ្ចឹងខាងក្រៅគេហ្នឹងគឺរលោងយើងមើលទៅឃើញរលោងជាភ្នាសក្រៅក្រពះចាអញ្ចឹងការបំបែកអាហារតាមបែបគីមីហ្នឹងគឺកាត់ឲ្យសាច់តែក្រពេញទាំង3នេះលើយើងមើលណាក្រពេញក្រពះមាន3ប្រភេទក្រពេញទី1បញ្ចេញអីមើលមកក្រពេញទី1គឺបញ្ចេញអាស៊ីតខ្លោអរិទ្ធិរិទ្ធណាអាស៊ីតខ្លោរីដរិទ្ធគឺបញ្ចេញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺប្រហែល2លីត្រមានថាមួយថ្ងៃវាត្រូវបញ្ចេញប្រហែលជា2លីត្រទៅហើយច្រើនមែនទែនណាចាសម្រាប់ជួយក្នុងការរំលាយអាហាររបស់យើងចំណែកកពេញទី2កពេញទី2នេះគឺបញ្ចេញអង់ស៊ីមមួយឈ្មោះថាអង់ស៊ីមប៉ាប់ស៊ីនអង់ស៊ីមប៉ាប់ស៊ីនគឺមាននីតិមួយគឺបំបាយប្រូតេអ៊ីនប្រូតេអ៊ីនគឺជាយើងបានរៀនពីមេរៀនទី1ហើយគឺចង់និយាយអំពីជាតិសាច់មែនអញ្ចឹងហើយយើងក្នុងមាត់របស់យើងអត់មានអាប្រូតេអ៊ីនអង់ស៊ីមនៅបែកសាច់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានអង់ស៊ីមមួយឲ្យបែកសាច់ជាដុំតូចតូចនេះយើងបានដាក់តែថ្មីខាងវាបែកតូចតូចប៉ុន្តែដល់បែកវាទៅជាមួយគឺតូចមែនទែនឲ្យជ្រាបចូលក្នុងចរន្តឈាមគឺត្រូវការមានអង់ស៊ីមបែកអញ្ចឹងអង់ស៊ីមនៅបែកប្រូតេអ៊ីនគឺឈ្មោះថាប៉ាប់ស៊ីនហើយបំបែកហ្នឹងគឺអត់តន់ទៅคลายជាមួយគឺតូចជ្រាបចូលចរន្តឈាមបានទេគឺគ្រាន់តែបំបែកទៅជាប៉ូលីប៉ាប់ទីទេមានថាត្រូវពីធំហ្នឹងទៅជា
ាមួយគូមួយដែលកាលឡើងពីអាស៊ីអាមីណេតជប់នេះច្រើននេះប៉ុន្តែអត់តជាតូចនៅឡើយទេតែយើងចុះដល់កពេញទី3កពេញទី3វិញជាកពេញដែលបញ្ចេញជាតិរំអិលណាជារំអិលជារំអិលដែលកពេញដែលបញ្ចេញដល់កពេញទី3នេះគឺមាននីតិសម្រាប់ការពៀផ្ទៃសាច់ដុំកាពះពីអំពើរបស់អាស៊ីតកាពះជាងដឹងថាអាស៊ីតរបស់កាពះគឺមួយថ្ងៃប្រហែល2លីត្រចឹងបើសិនជាយើងគិតថាបើវាជាសាច់ធម្មតាវិញវាអាចនឹងធ្វើឲ្យកាពះនឹងខូចអីឬរលាកដោយសារតែអាស៊ីតហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែអីដោយសារតែជាតិរំអិលនេះគឺជួយកាពះហ្នឹងអត់ឲ្យប៉ះនឹងជាតិអាស៊ីតនឹងផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងគឺវាការពារកាពះហ្នឹងពីជាតិអាស៊ីតនឹងណាកុំឲ្យរលាកកាពះអញ្ចឹងនេះជាវិធីការពារទី1របស់កាពះការពារពីអាស៊ីតរបស់កាពះនៅសារជារំអិលហ្នឹងតែនៅមានមួយទៀតដោយសារតែកោសិការបស់កាពះគឺមានកោសិការខ្លះផលិតសារធាតុមួយឈ្មោះថាបីកាបូណាតអញ្ចឹងបីកាបូណាតនេះគឺវាមានលក្ខណៈជាបាសមានន័យថាវាអាចបន្សាបជាតិអាស៊ីតបានអញ្ចឹងបីកាបូណាតនេះផលិតដោយកោសិកាខ្លះនៃក្នុងក្រពះហ្នឹងវាជួយការពារក្រពះដោយបន្សាបជាតិអាស៊ីតក្នុងក្រពះផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចក្រពះយើងអត់ខូចអត់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែអាស៊ីតក្នុងក្រពះទេដោយសារតែវាមានមិនហ្នឹងវាមានអីគេវាមានជាតិរំអិលមិនអញ្ចឹងដល់បញ្ចេញដល់កពេញទី3និងមួយទៀតគឺវាមានបីកាបូណាតនេះណាចាអញ្ចឹងយើងនិយាយពីអាស៊ីតក្លូរ៉ាតតើអាស៊ីតក្លូរ៉ាតដែលបញ្ចេញដោយកាពះហ្នឹងដល់កាពេញទី1មិញហ្នឹងតើវាមាននីតិអ្វីខ្លះអញ្ចឹងអាស៊ីតក្លូរ៉ាតដែលនៅក្នុងកាពះរបស់យើងគឺមាននីតិបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់អង់ស៊ីមអាមីឡាសមានន័យថាម៉េចនៅក្នុងមាត់របស់យើងមានអង់ស៊ីមអាមីឡាសឲ្យមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចូលក្នុងកាពះគឺអង់ស៊ីមអាមីឡាសលែងមានប្រសិទ្ធភាពអីអញ្ចឹងអត់ឲ្យអង់ស៊ីមអាមីឡាសអត់ឲ្យធ្វើការទេអត់ឲ្យអង់ស៊ីមហ្នឹងបំបែកអាមីដុងអីទៀតទេណាអត់ឲ្យមានការបំបែកអាមីដុងទេក្នុងកាពះហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺបំបែកអាហារនិងសម្លាប់បាក់តេរីក្នុងអាហារអញ្ចឹងអាស៊ីតក្លូរ៉ាតក៏ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធស៊ាំរបស់យើងដែរគឺជាអ្នកការពាររាងកាយយើងប្រឆាំងនឹងមេរោគដែរតាមរយៈការចូលនៃចំណីអាហារអញ្ចឹងបើសិនមានយើងញ៉ាំទៅដោយមេរោគអីហ្នឹងមិញនៅក្នុងមាត់យើងមានទឹកមាត់ហ្នឹងមែនហ្នឹងជួយសម្លាប់បាក់តេរីម្ដងហើយឥឡូវចូលដល់ក្នុងក្រពះគឺមានអាស៊ីតនេះទៀតដែលអាចសម្លាប់បាក់តេរីទៀតឃើញទេចាចូលដល់ចំណុចទី3គឺធ្វើឲ្យអង់ស៊ីមប៉េប្សីនមានសកម្មភាពឡើងចាអញ្ចឹងនីតិរបស់អាស៊ីតក្លូរ៉ាតហ្នឹងគឺសំខាន់មាន3យ៉ាងហ្នឹងឯងណាចាឥឡូវចំណុចតកតងនឹងការរំលាយអាហារដែលនឹងបានលើកឡើងតាំងពីមាត់ដើមកបំពង់អាហារនិងក្រពះគឺសំស្លេះរំលឹងសិនណាចាអញ្ចឹងយើងចូលដល់សំណួរដែលរំលឹកឡើងវិញពីមេរៀនដែលយើងបានរៀននៅក្នុងចំណុចថ្ងៃនេះណាចឹងក៏មានសំណួរទី1សំណួរទី1គឺនិយាយអំពីបែបជាបំពេញលបាស់ហើយតែយើងអាចថាជាគុយសិអឹមបានដែរតែចាសំណួរទី1នឹងគូសំអាងឲ្យយើងស្ដាប់លំនាំនៃការបំបែកមូលគុលអាហារធំធំឲ្យទៅជាមូលគុលតូចតូចដែលកោសិកាងាយស្រូបបានហៅថាចឹងហៅថាអីអ្នកគូមានចម្លើយ4ឲ្យយើងជ្រើសរើសចាកគឺប្រដាប់រំលាយអាហារខគឺការបំបែកអាហារកបំពង់អាហារកោការរំលាយអាហារចាអញ្ចឹងគ្រូទុកពេលឲ្យយើង10វិនាទីណាក្នុងការឆ្លើយចាអញ្ចឹងគឺចម្លើយគឺការរំលាយអាហារមិនអញ្ចឹងចាត្រូវតែបបែកឲ្យតូចតូចតូចបានងាយស្រួលបានណាតែចុះដល់សំណួរទី2ក្នុងប្រដៅរំលាយអាហារសរីរាង្គទី2ដែលអាហារត្រូវបានបបែកគឺចម្លើយទី1គឺកមាត់ខបំពង់អាហារកក្រពះខពោះវៀនតូចចាអញ្ចឹងគិតតិចមើលក្នុងរយៈពេល10វិនាទីចាអញ្ចឹងចម្លើយគឺក្រពះយើងនឹងថាទី1គឺមាត់ហើយបន្តទៀតបំពង់អាហារមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងបំពង់អាហារមានកម្មបាយអាហារអត់អត់មានទេដោយគ្រូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងមេរៀនមិញហ្នឹងដោយសារតែវាមានអង់ស៊ីមអត់មានរសរំលាយអាហារទេអញ្ចឹងគឺអត់មានការបំបែកអាហារទេទោះលុះត្រាតែវាធ្លាក់ចូលដល់កាពះអាហារធ្លាក់ចូលដល់កាពះទើបមានការបំបែកអាហារអញ្ចឹងកាពះគឺជាសរីរាង្គទី2ដែលមានការបំបែកអាហារណាតើចូលដល់សំណួរទី3មនុស្សមានក្រពេញទឹកមាត់ចំនួនចាក1គូខ2គូក3គូខ4គូចាអញ្ចឹងគិតតិចមើលតាមានមិញហ្នឹងមានចាំទេចាអញ្ចឹងគឺមាន3គូណាលោកនឹងគូបានបង្ហាញគឺមកចំហៀង3ចំហៀង3ចាអញ្ចឹងឥឡូវសំណួរទី4អាហារផ្លាស់ទីចុះតាមបំពង់អាហារដោយចលនាកន្តាក់សាច់ដុំ
របស់បំពង់អាហារចំណោមនេះគេហៅថាអ្វីចាអញ្ចឹងនេះជាសំណួរចុងក្រោយណាចឹងខ្ញុំឆ្លើយពីមកតោះកមេកានិកខពេរីស្តាស៊ីសកកន្ត្រាក់ខអង្រួនចាអញ្ចឹងលើចម្លើយគឺអ្វីខ្ញុំឆ្លើយពីមកចាអញ្ចឹងចម្លើយគឺចលនាពេរីស្តាស៊ីសចាអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់ការតាមដានទាំងអស់គ្នាចាជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតជម្រាបលា